Kiều Anh nè, chị Kiều Anh đã bao giờ nghe câu hát em sinh ra từ mảnh đất Ba Gian huyền thoại, em lớn lên từ bầu sữa mẹ hay chưa? À, nếu như Kiều Anh nhớ không lầm thì đây là những lời trong bài hát Cabin ơi em hãy về. Không biết Vi như thế nào chứ mỗi lần mà Kiều Anh nghe các ca khúc này thì có một cái cảm giác buồn nó len lén vào trong tim á. À mà không biết là Vi thích ca sĩ nào hát bài hát này nhất ha? À, vâng, đây đúng là lời bài hát Cabin ơi em hãy về, một sáng tác của nhạc sĩ Kazanflin. Thúy Vy thì thích nhất là ca sĩ Suplat hát ca khúc này. Có lẽ sau những thăng trầm của cuộc sống thì chị Siêu đã chuyển tải những cái cảm xúc rất là thật vào trong bài hát này. Và ngay bây giờ, Kiều Anh, Thúy Vy mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ Suplat qua cuộc trò chuyện với Hương Thanh và nghe chị hát Cabin ơi em hãy về. Hương Thanh xin mến chào quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Các bạn thân mến, trong làng nhạc Việt Nam hiện nay có không ít những ca sĩ là người con của núi rừng Tây Nguyên, có thể kể đến như là Bono Jin, Yasui hay là Eason Twin. Và một trong số đó mà chúng ta đặc biệt phải nhắc đến chính là một giọng ca mà những người yêu mến âm nhạc luôn gọi chị với tên gọi là Họa Mi Núi Rừng. Vâng, đó chính là nữ ca sĩ Suplat. Chào em Hương Thanh và Suplat xin chào khán giả chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời mà Suplat tham gia chương trình này cùng các bạn. Chúc các bạn có một sức khỏe thật tốt và luôn luôn có một cái tươi vui trong và hạnh phúc trong cuộc sống. Vâng, mình cảm thấy rất là vui khi có thể trò chuyện với một giọng ca mà mình thần tượng từ bé. Và mình đang được biết là chị Suplat đã có hơn 30 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát. Vậy thì không biết cơ duyên nào đã mang chị đến với con đường âm nhạc này ạ? Nói chung đường âm nhạc thì Suplat nói rất là nhiều về cái chuyện này. Thật sự là Suplat hát từ bé. Nói chung từ bé là cái âm nhạc đã cho Suplat có thể đứng vững, và cho tới bây giờ các bạn đều biết rằng là đã có cái tên Suplat trên sóng âm nhạc. Suplat từ bé thì nói chung là một cô bé rất là bình thường, gia đình thì không ủng hộ cái chuyện mình làm ca sĩ, nhưng mà thực sự là khi mà mình đã đam mê, mà thực sự đam mê á, thì Suplat mới có thể ngồi đây nói chuyện với em được. Tại vì nếu như hồi đó mà nghe lời bố mẹ hoặc là nghe lời gia đình thì là Suplat không trở thành ca sĩ, mà là Suplat trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Và hồi đấy thì không có cái chuyện mà phải tính toán là mình hát là mình được cái gì, nhưng mà hồi đấy là hát là vì là mình thích hát và mình yêu nghề. Cho tới khi mà Suplat đã gây dựng được cái tên của mình thì Suplat nghĩ rằng là ở đây Suplat phải làm ca sĩ và thể hiện cho gia đình thấy rằng là cái nghề này mới đúng là cái nghề của con thích. Cho nên là cái như là cả nhà lúc đấy thì thấy là Suplat đã hát và cũng có mấy tờ báo đã viết và đã viết về Suplat. Đâm ra rằng là thế là nhà thôi thì đành vậy, bây giờ có đánh nó mấy thì nó cũng cầm micro hát, có làm bằng cách nào đấy thì nó cũng cầm micro hát, thôi thì để cho nó đi hát. Thế là Suplat đi hát. Vâng, Hương Thanh rất thích những ca khúc chị thể hiện, đặc biệt là những ca khúc hát về núi rừng Tây Nguyên. Và một trong số những ca khúc mà Hương Thanh muốn nhắc tới đây là ca khúc Cabin ơi của nhạc sĩ Kazanflin. Nhạc sĩ này cũng là một người con của Lâm Đồng. Và tại live show bài hát yêu thích tháng 9 năm 2013, ca khúc này với giọng ca tuyệt vời của chị đã đoạt giải bài hát yêu thích nhất của tháng 9. Vậy thì không biết là chị đã đến với ca khúc này như thế nào và chị có ấn tượng gì đối với ca khúc này ạ? Nói về bài Cabin á, thì là một cái duyên. Sau này thì Suplat mới gặp nhạc sĩ Kazanflin. Trước đây á, thì là Suplat còn làm điện lực ở Kon Tum. Thì các điện lực với nhau thường là hay giao lưu. Và Suplat có lên Đà Lạt, điện lực Kon Tum có lên Đà Lạt giao lưu với lại điện lực ở Đà Lạt. Thế là lúc đấy thì mới quen anh Kablin. Thì lúc đấy thì anh Kablin anh chưa có bài hát này đâu. Sau khi mà quen với anh, mình không nhớ là anh Kablin sáng tác bài hát này vào năm nào. Thì là khi mà anh trao đổi thì anh nói là em cứ thử hát bài này của anh, bài Cabin ơi. Thì cái lúc đấy là chị mà là Suplat thì cái gì mà phải nhập thật lâu á, thì cái bài đó mới là bài mà mình cảm thấy nó ăn vào máu mình. Thì lúc đấy thì cũng tập hát, thì cái khi mà mình định hình được cái bài hát này rồi và mình sẽ hát bằng cách nào đó để mà cho khán giả nghe mà người ta cảm thấy nó lọt vào lòng người. Suplat nghĩ rằng là mỗi người đều có một bài mà mình thích và Suplat chọn bài hát này
Và sau khi chị chọn bài hát này ra đĩa, thì khi mà người ta nghe bài hát này nói trời ơi chị ơi bài này hay quá. Suplex nghĩ là đây là một bài hát mà Suplex luôn luôn nhớ và luôn luôn yêu nó. Cảm ơn chị Suplex đã dành thời gian để có cuộc trò chuyện với các khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Bản thân xin chúc chị có thật nhiều sức khỏe để có thể mang lời ca tiếng hát của mình đến với những người yêu nhạc. Và các bạn thân mến, bây giờ Hương Thanh mời các bạn cùng đến với giọng ca của Hòa Mi Núi Rừng, nữ ca sĩ Suplex cùng với ca khúc Kalin Ơi.